Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Giáp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt may hoàn chỉnh mẫu bộ đồ mặc nhà hot nhất nhà mình. Các bạn xem kênh, thấy video của mình hay và hữu ích, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và like video giúp mình để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hiện tại, mẫu bộ dập này là mình vẽ cho khách đặt. Các bạn ủng hộ dập bên mình thì liên hệ theo số Zalo này giúp mình 0988091712. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và mình vẽ dập cho khách thì mình sẽ quay và hướng dẫn các bạn luôn. Mẫu bộ này của mình, phần tay có bèo, bèo cổ và bèo tay là giống nhau. Giờ mình sẽ tính giày áo thân sau thì sẽ bằng số đo trừ cho mình 3,5 cm của bèo, mà giày áo của mình là 58. Trừ đi 3,5 là 54,5 thì cộng thêm 3 cm cho mình. Trong đó có 2 cm của hạ ngực trước chuyển sang và 1 cm đường may là còn 57,5. Tính ngang cổ cho mình là bằng 9,5. Hạ cổ mình sẽ để là 7 cm. Sau đó các bạn sẽ vẽ cong chân đều cho mình là được. Sau khi mình vẽ xong ngang cổ và hạ cổ thì mình sẽ tính hạ xuôi vai là bằng 3. Và rộng ngang vai thì các bạn sẽ tính cho mình là bằng 1/2 số đo rộng vai cộng với 0,5. Hạ xuôi vai cho mình là 3 và rộng ngang vai bằng 1/2 số đo rộng vai cộng 0,5. Rộng vai của mình là 36 chia 2 bằng 18 cộng với 0,5 là 18,5. Rộng ngang vai thân sau cho mình là bằng 18,5. Ngang cổ các bạn chia 3 phần, sẽ lối cho mình từ rộng ngang vai lên 1/3 của rộng ngang cổ. Tính hạ ngực cho mình, hạ ngực sau bằng 1/4 vòng ngực cộng 2, vòng ngực của mình 88 chia cho 4 là bằng 22 cộng 2 là bằng 24. Sau đó mình sẽ tính rộng ngang ngực bằng 1/4 vòng ngực cộng 3 hoặc 3,5 mình cộng 3. Vòng ngực của mình 88 chia 4 là bằng 22 cộng 3 sẽ bằng 25. Rộng ngang ngực thân sau của mình là bằng 25. Tính cho mình vào lách. Vào lách bằng 1/10 vòng ngực nhân 2, vòng ngực của mình 88 chia cho 10 bằng 8,8 nhân 2 bằng 17. Tính cho mình là từ rộng đường gấp của thân sau ra là 17. Đường hạ ngực các bạn chia đôi, đường chéo các bạn chia đôi tiếp và lấy vào 1/2 là mình được vòng lách của thân sau. Sau đó mình sẽ vẽ cong chân đều. Sau khi mình xác định xong vòng ngực và vào lách thì mình sẽ tính hạ eo, sẽ tính từ đường rộng ngang ngực thân sau xuống là 13 hoặc 14 cm. Hạ eo từ rộng ngang ngực thân sau xuống là 13 cm. Sau đó mình sẽ tính rộng ngang eo sẽ bằng 1/4 vòng eo cộng 3 đến 3,5 hoặc 4. Mình cộng 3. Vòng eo của mình 72 chia 4 là bằng 18 cộng 3 sẽ bằng 21. Tính rộng ngang eo xong thì mình tính rộng ngang mông. Rộng ngang mông thân sau các bạn sẽ tính cho mình là bằng 1/4 vòng mông cộng cho mình từ 3 đến 5 cm. Mình cộng 3. Vòng mông của mình là 90 chia cho 4 là bằng 22,5 mà cộng với 3 sẽ bằng 25,5. Sau đó mình sẽ lối từ rộng ngang mông lên đường ngang eo và từ đường ngang eo lên đường ngang ngực. Đường eo là các bạn sẽ đánh cong chân đều cho mình. Còn phần gấu áo thì các bạn sẽ đánh lên cho mình là 1,5 cm. Ở cái đoạn sườn, đoạn này các bạn sẽ đánh lên cho mình là 1,5 cm. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo. Các bạn sẽ cắt cho mình theo đường mình hướng dẫn các bạn vẽ. Vì trong công thức này của mình đã có đường may rồi. Đường may của mình, các bạn thích may ôm thì may to một chút, còn may vừa vừa mặc hơi rộng một chút thì các bạn may đường may là 1 cm là được. Toàn bộ công thức của mình là đã có đường may. Sau khi mình cắt xong thân sau thì mình sẽ đặt thân sau lên thân trước để mình vẽ. Phần rộng ngang ngực, ngang eo và ngang gấu, thân trước và thân sau bằng nhau. Còn đường hạ ngực thì hạ ngực thân trước sẽ nhỏ hơn 4 cm so với hạ ngực thân sau. Có nghĩa các bạn tính cho mình hạ ngực trước bằng hạ ngực sau trừ 4. Nếu hạ ngực thân sau của mình là 24 thì hạ ngực thân trước của mình sẽ bằng 20. Còn vào lách trước sẽ bằng vào lách sau trừ 1. Rộng ngang cổ thân trước cũng bằng 9,5.
Còn hạ cổ của mình sẽ là 13,5. Các bạn sẽ đặt thân sau lên, mình vẽ phần sườn và phần gấu, thân trước và thân sau bằng nhau. Để không bị hớt áo thì cái phần thân trước này mình sẽ cho xa gấu là, hay còn gọi là xa vạt là 1 cm. Các bạn sẽ kẻ cho mình rộng ngang ngực thân trước và thân sau bằng nhau. Hạ ngực trước bằng hạ ngực sau trừ 4. Nếu hạ ngực sau của mình là 24 thì hạ ngực trước của mình sẽ là bằng 20. Còn vào lách trước bằng vào lách sau trừ 1. Nếu vào lách sau của mình là 17 thì vào lách trước của mình sẽ bằng 16. Tính từ đường gập giữa thân trước ra là 16 các bạn nhé. Ngang cổ trước mình để 9,5, hạ cổ trước mình để là 13,5. Hạ xuôi vai trước thì mình sẽ để là 3,5 và rộng ngang vai trước bằng rộng ngang vai sau là bằng 18,5. Đường chéo đó các bạn sẽ chia đôi và đánh vào 1/2 là mình được họng cổ của thân trước. Hạ xuôi vai thân trước là 3,5. Rộng ngang vai thân trước bằng rộng ngang vai thân sau là bằng 18,5. Còn vào lách trước bằng vào lách sau trừ 1, các bạn sẽ để cho mình như thế này. Sau đó mình sẽ đánh dấu và vẽ lùi vào 1 cm là mình được vào lách của thân trước. Sau đó mình sẽ lối lên rộng ngang vai. Đường chéo các bạn chia đôi. Lối rộng ngang ngực. Nối từ rộng ngang vai lên 1/3 của ngang cổ. Đường chéo đó các bạn chia đôi và lấy vào 1/2 là mình được vòng lách của thân trước. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước. Các bạn sẽ cắt cho mình đứt theo đường mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ. Vì toàn bộ công thức này của mình đã có đường may rồi. Đường may của mình là 1 cm đến 1,2 hoặc 1,5 là tùy các bạn. Nếu may ôm thì các bạn sẽ may vào 1,5. Mặc rộng thì các bạn sẽ may vào đường may là 1 cm là được. Cắt xong áo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt phần nẹp. Trước khi đi cắt lẹp áo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt phần bèo bên dưới. Phần bèo bên dưới thì các bạn sẽ cắt cho mình ngang vải hoặc lếm là may ren thì các bạn sẽ để cho mình đánh rúm ren vào để may. Còn mình may vải thì các bạn cứ cắt ngang vải cho mình, xé thẳng canh và để cho mình cả đường may là 4,5 cm. Vì cái phần rúm nhiều hay rúm ít thì là tùy sở thích của mỗi bạn. Mình không thể cho công thức chuẩn được. Nếu mà rúm ít thì các bạn sẽ để vải may cái phần bèo dưới ít, còn rúm nhiều các bạn lại để nhiều cho mình là được. Cắt xong phần bèo thì mình sẽ dẫn các bạn cắt lẹp áo. Lẹp áo các bạn nếu mà không thích bổ hẳn ra thì các bạn có thể may lẹp giả. Còn nếu với lẹp bổ 3 cm thì chiều dài lẹp của cái mẫu áo này của mình sẽ là 12 cm thành phẩm. Thì các bạn phải để là 14 cả đường may nhé. Đây là lẹp của mình này. Lẹp của mình là 3 cm. Thì khi các bạn gấp đôi cái phần thân áo trước vào là mỗi bên là 1,5 thì các bạn sẽ phải cắt bỏ đi cho mình là 0,7 cm để mình may. Còn 0,7 cm hoặc 0,8 cm là đường may bổ lẹp của mình. Dài mình để là 11. Và khi mình cắt lẹp rời, cái phần lẹp để mình may vào thân thì mình sẽ để là 14. 2 cm bên dưới để mình để đường may. Mình vẽ mỗi bên là 1,5
và sẽ cắt vào là 0,7 cm. Còn 0,8 cm kia mình để lại ở dập hay là cũng như là ở thân áo là đường may. Và phần nẹp thì mình sẽ cắt là dài 14, gấp đôi của mình là 8 cm. Dài lẹp 14 gấp đôi là 8 cm. Đây là có cả đường may rồi nhé. Cắt lẹp xong thì mình sẽ đi cắt phần tay áo. Mình sẽ gấp đôi giấy. Dài lẹp thành phẩm của mình là 12 và 3 thì mình sẽ để khi mình cắt dập thì mình sẽ để là 14 và 8 vì lẹp của mình được gấp đôi và mình sẽ cắt hai cái lẹp ở hai bên. Cắt lẹp xong thì mình sẽ dẫn các bạn đi cắt tay áo. Cổ đằng sau của mình cắt dây viền nhé, các bạn cắt dây viền. Cổ đằng trước thì các bạn sẽ tính cho mình gấp đôi này, lấy ren nhé, các bạn gấp đôi ren. Tay mình để 49 này. Dài tay 49. Rộng cửa tay mình để 15 cm cả đường may. Hạ mang cho mình 13 cm. Rộng ngang tay các bạn tính cho mình bằng hạ ngực trừ đi 2. Hạ ngực của mình là 22 trừ đi 2 bằng 20. Rộng ngang tay cho mình là bằng 20. Sau đó các bạn sẽ nối lên đầu tay cho mình. Lối cho mình từ rộng ngang tay xuống đường cửa tay. To tay các bạn sẽ để cho mình là 17. Và mẫu này là size M nha, các bạn sẽ đo cho mình áo mẫu. Các bạn có áo mẫu có để cho mình 17 hoặc 18. Rộng mình để 18, còn bình thường mình để 17. Đường chéo này mình chia làm 3 phần. Phần dưới các bạn đánh xuống và 1/2 cái phần thứ hai các bạn sẽ đánh lên cho mình là mình được đầu tay áo. Các bạn sẽ đánh cong chân đều cho mình là được. Và tay áo này các bạn lưu ý là mình sẽ phải cắt hai tay áo. Mình cắt trên giấy có thể là mình cắt là một lửa, còn các bạn đặt lên vải các bạn lưu ý là phải gấp đôi vải vào để mình cắt tay áo. Cắt xong tay áo đây các bạn sẽ cắt mang tay cho mình. Cắt mang tay trước cho mình thì các bạn lưu ý là sẽ gấp đối xứng cho mình tay áo lại với nhau, nghĩa là hai mặt phải của tay áo gấp với nhau hoặc hai mặt trái của hai tay áo gấp lại với nhau để mình cắt mang tay. Mang tay thì mình sẽ cắt làm 1 cm. Cắt xong tay áo thì mình sẽ đi cắt cái phần bèo dưới. Bèo dưới thì mình sẽ để bằng ở gấu. Nếu mà gấu mình để 4,5 thì phần bèo cửa tay mình để 4,5. Và trong khi may các bạn lưu ý để cái phần cửa tay của mình nó rúm lại thì các bạn sẽ chạy cho mình một đoạn chỉ chun để cái phần cửa tay của mình nó có độ rúm và độ co giãn. Mình sẽ cắt cái phần bèo này bằng đúng cái phần cửa tay của tay áo. Đây là rộng. Còn dài thì mình sẽ để 4,5 cm hoặc là 4,2 cm cũng như ở gấu. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu áo của bộ đồ kiểu nữ. Và phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt quần. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ và like video giúp mình để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.